Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của ba nàng hậu giàu có của Vbiz, Hoa hậu Mai Phương Thúy đặc biệt nhất. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng chuẩn mực, nhiều nàng hậu còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong đó Hà Kiều Anh, Ngô Mỹ Uyên và Mai Phương Thúy được mệnh danh là top 3 hoa hậu giàu nhất Việt Nam. Cơ ngơi và loạt đồ hiệu mà các người đẹp này sở hữu khiến dân tình phải lóa mắt. Những nàng hậu được mệnh danh giàu nhất Việt Nam. Ở tuổi 40, Hà Kiều Anh vẫn sở hữu sắc vóc nghiêng nước nghiêng thành như hồi mới đăng quang. Bên cạnh vẻ ngoài sắc sảo, cô còn có một gia đình hạnh phúc bên ông xã đại gia. Được biết, chồng cô là chủ tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại ô tô, khai thác, chế biến và đá cẩm thạch. Gia đình nàng hậu thường check-in ở những địa điểm du lịch sang chảnh. Cuộc sống nhung lụa của cô khiến dân tình trầm trồ. Theo nguồn tin cho biết, tài sản của Hà Kiều Anh có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Gia đình cô sống trong một căn biệt thự sang trọng tại quận 2. Ước tính giá trị của ngôi nhà này có thể lên đến 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu hàng loạt vật dụng đắt đỏ, từ xe hơi cho đến những phụ kiện nhỏ. Những góc chụp về ngôi nhà của Hà Kiều Anh. Cô còn sở hữu một căn penthouse ở Vũng Tàu. Ngoài Hà Kiều Anh thì Ngô Mỹ Uyên cũng là tên tuổi được cư dân mạng nhắc đến trong danh sách này. Ngoài việc được biết đến với nhan sắc chuẩn hoa hậu, cô còn là một ảo thuật gia có tiếng ở Hollywood. Tại Mỹ, hoa hậu điện ảnh 1994 có cuộc sống giàu sang bên ông xã người Ý và hai cô con gái. Gia đình cô thường xuyên đi du lịch, vui chơi ở nhiều nơi nổi tiếng trên khắp thế giới. Cô có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Ở Việt Nam, nàng hậu cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị thương mại cao. Một trong số đó là căn biệt thự từng có giá 300 tỷ đồng, nằm ngay trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cơ ngơi này được xây dựng theo kiến trúc Pháp, đặc biệt phong cách được Ngô Mỹ Uyên cho thiết kế giác vàng 24K, vô cùng lộng lẫy. Nàng hậu cùng gia đình mình trong căn biệt thự giác vàng. Số lượng hàng hiệu của Ngô Mỹ Uyên vô cùng nhiều. Khác với hai nàng hậu trên, Mai Phương Thúy sở hữu khối tài sản khủng nhưng vẫn còn độc thân. Cô được mệnh danh là đại gia ngầm của showbiz Việt. Dù được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh xắn, nhưng Mai Phương Thúy lại không tham gia quá nhiều vào các dự án nghệ thuật. Thay vào đó, cô tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Cuộc sống độc thân giàu có của Mai Phương Thúy khiến dân tình ngưỡng mộ. Đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã là cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn và nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, cô còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và cả Hồng Kông. Với khối tài sản lớn, Mai Phương Thúy cũng đầu tư cho bản thân loạt đồ hiệu xa xỉ. Cô còn có cả một bộ sưu tập những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chiếc xe Mitsubishi Grandis E với mức giá 900 triệu đồng của cô. Cô không ngần ngại sắm về chiếc túi xách Chanel trong suốt trị giá đến 300 triệu đồng. Mai Phương Thúy chỉ cả 100 triệu đồng mua ga gối chăn màn nhưng lại than đồ hiệu nhìn không khác gì đồ thường. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, Hà Kiều Anh, Ngô Mỹ Uyên lẫn Mai Phương Thúy còn sở hữu cả một cơ ngơi giàu có. Cuộc sống nhung lụa, đi xe xịn, xài đồ sang của ba hoa hậu trên khiến dân tình vừa choáng ngợp lại vừa ngưỡng mộ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.